Với tầm tài chính hơn 700 triệu, anh chị đang tìm cho mình một mẫu xe gầm cao, 7 chỗ, thương hiệu Nhật, lành tính, bền bỉ và tiết kiệm, đặc biệt thiết kế còn phải đẹp. Thì đây là mẫu xe dành cho anh chị. Xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với Trung Thực Auto xe gầm cao và em là Sơn Tuấn, thành viên của Trung Thực Auto chi nhánh Hà Nội. Và một mẫu xe thì vừa về tại Trung Thực Auto, một mẫu Honda CR-V, mẫu xe thì sản xuất và đăng ký lần đầu là năm 2019, sử dụng động cơ xăng 1.5, dẫn động một cầu kết hợp với hộp số vô cấp là CVT. Xe thì thuộc phiên bản G, xe mang biển tỉnh được cá nhân và một chủ sử dụng từ đầu. Lăn bánh chuẩn chỉ là 6,9 vạn km và một chiếc xe thì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mẫu xe sở hữu ngoại thất màu đen, nội thất màu đen và với cấu hình 7 chỗ. Và mức giá của mẫu xe này sẽ được Trung Thực Auto công khai chi tiết ở phần cuối của video. Và ngay sau đây, xin mời anh chị chúng ta hãy cùng đánh giá tổng thể về nội ngoại thất của mẫu xe này. Và đầu tiên thì chúng ta hãy cùng đánh giá ở phần đầu xe. Ở phần đầu xe của một mẫu xe thuộc phiên bản G thì chúng ta cũng không có quá nhiều điểm khác biệt so với phiên bản cao cấp nhất là phiên bản L. Chúng ta sẽ có cái phần đèn, phần mặt ca lăng hay phần cản trước đều là những chi tiết là nguyên bản theo xe. Và bạn có thể quan sát kỹ vào phần đèn này. Phần đèn vẫn còn rất là trong đấy ạ. Đấy, chúng ta sẽ có hệ thống đèn LED rồi, được tạo hình cánh chim cực kỳ đẹp mắt. Và các chi tiết an toàn ở phần đầu xe như phần cảm biến và hệ thống cam thì chưa được trang bị cho Honda CR-V thế hệ này ạ. Tiếp theo đến thì xin mời anh chị chúng ta hãy cùng đánh giá phần ngang hông xe. Phần ngang hông xe chúng ta có thể quan sát luôn các chi tiết mép mí ở phần cản trước đấy ạ. Đấy, và so sánh được luôn giữa màu sơn và độ bóng tổng thể giữa các chi tiết ngoại thất ở trên xe. Chi tiết được bác chủ cũ nâng cấp thêm là chúng ta sẽ có cái phần viền, gọi là phần viền mạ chrome, tạo cái điểm nhấn ở phần hông xe. Và chi tiết option được trang bị thêm ở phần hông xe là chúng ta sẽ có bậc bước chân lên xuống này, viền che mưa đã được trang bị. Những cái chi tiết rất nhỏ thôi nhưng cũng cho thấy bác chủ cũ cũng là một người rất là chăm chút cho chiếc xe của mình. Xin mời anh chị chúng ta hãy cùng đánh giá phần đuôi xe. Ở phần đuôi xe thì chiếc xe này thì đã được bác chủ cũ trang bị cái phần phim cách nhiệt rồi ạ. Đấy, còn các chi tiết khác như là phần cản sau này, phần đèn hay phần cánh gió, chúng ta đều có những chi tiết là nguyên bản theo xe. Và ở phiên bản G này thì chúng ta chưa được trang bị hệ thống cảm biến sau giống như trên phiên bản cao cấp nhất là phiên bản L. Và hệ thống cốp trên chiếc xe này thì cũng là cốp điện đấy chị ạ. Đó, chúng ta hãy cùng quan sát về không gian chứa đồ của một mẫu xe 5+2 thì chúng ta đã mở hàng ghế thứ 3 lên. Không gian chứa đồ thì hiện tại thì chỉ còn vừa đủ thôi anh chị ạ. Đấy, vì là 5+2, không phải là như cái dòng xe 7 chỗ thực thụ. Và ngay sau đây thì xin mời anh chị chúng ta hãy cùng đánh giá về không gian nội thất của mẫu xe này. Và đây là không gian nội thất của Honda CR-V, mẫu xe thì sản xuất năm 2019 thuộc phiên bản G anh chị ạ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với các chi tiết được bác chủ cũ trang bị thêm. Đầu tiên là chúng ta sẽ có cái phần màn hình giải trí rất là to bản đây, tích hợp rất là nhiều các tính năng giải trí và dẫn đường. Tiếp theo đến là chúng ta sẽ có cái phần ốp ở phần bảng điều khiển trung tâm này và phần táp ly cửa để tránh xước. Tiếp theo đến là chúng ta sẽ có cái phần thảm về thảm trải phần táp lô cũng như là thảm trải sàn giúp anh chị dễ dàng vệ sinh không gian xe. Sau đây thì chúng ta sẽ đến với các chi tiết được con người sử dụng nhiều trên xe như phần vô lăng đây. Đấy, phần vô lăng và các nút bấm ở trên vô lăng này, anh chị có thể quan sát thấy đánh giá được độ hao mòn qua thời gian trên chiếc xe này, một chiếc xe sau 4 năm sử dụng. Và trên thế hệ phiên bản G 2019 thì chúng ta sẽ vẫn có là cruise control và lẫy chuyển số sau vô lăng, giúp anh chị có những cái trải nghiệm lái xe an toàn và mượt mà hơn. Và ở trên phiên bản G thì chúng ta sẽ thiếu đi một số phần option như phần cửa sổ trời toàn cảnh panorama thì chưa được trang bị này. Và phần option về phần túi khí là được trang bị là 4 túi khí thay vì 6 túi khí như trên phiên bản cao cấp anh chị nhé. Chúng ta sẽ đến với phần da ghế của một chiếc xe lăn bánh là 6,9 vạn km này. Đấy, phần da thì theo quan điểm của cá nhân em thì da của Honda CR-V thì khá là bền anh chị ạ. Quan sát kỹ vào phần má ghế thì chúng ta chỉ xuất hiện những cái vết nhăn nhẹ thôi. Điều này cũng không đáng kể với một chiếc xe 7 chỗ mà lăn bánh là 6,9 vạn km ạ. Chúng ta sẽ đến với không gian hàng ghế thứ hai của mẫu xe này anh chị nhé. Và đây là không gian hàng ghế thứ hai của Honda CR-V. Về không gian thì chúng ta cũng không phải bàn luận quá nhiều. Về không gian ngồi thì em cảm nhận cũng khá là thoải mái. Và trên phiên bản G thì chúng ta sẽ chưa được trang bị phần cửa sổ trời nên không gian trong xe đã có một phần là hơi tối một chút. Nhưng không sao, đã có đèn rồi anh chị ạ. Đã có đèn trợ sáng rồi. Rồi ạ. Và chúng ta hãy cùng đánh giá về phần da ghế của một chiếc xe lăn bánh là 6,9 vạn km này. Phần chiếc xe này thì tuần suất sử dụng trên hàng ghế thứ hai còn khá là ít. Da ghế vẫn còn căng bóng và mịn màng. Đấy, và chúng ta cũng có là cửa gió điều hòa cũng như là cổng sạc đến từng hàng ghế. Và vừa rồi thì em đã cùng với anh chị khám phá xong về nội ngoại thất của một mẫu Honda CR-V. Mẫu xe thì sản xuất và đăng ký lần đầu là năm 2019, thuộc phiên bản G, phiên bản giữa của dòng Honda CR-V. Xe thì sử dụng động cơ xăng 1.5, dẫn động một cầu kết hợp với hộp số vô cấp là CVT. Một mẫu xe mang biển tỉnh được cá nhân và một chủ sử dụng từ đầu. Lăn bánh là 6,9 vạn km.
Và chiếc xe này thì đang được Trung Tưởng Auto định giá cho mức giá là 725 triệu đồng là giá bán xe. Quý chị muốn sang tên trọn gói tất cả các chi phí về tỉnh, mức giá sẽ chỉ là 740 triệu đồng. Và tại Trung Thực Auto thì vẫn còn rất nhiều những mẫu xe gầm cao đã qua sử dụng khác. Vậy anh chị đang quan tâm và tìm kiếm cho mình một mẫu xe gầm cao, sản xuất năm nào, phiên bản nào thì anh chị hãy đừng ngần ngại, nhấc máy lên và gọi điện đến số điện thoại hotline của Trung Thực Auto đã được ghi ở trên màn hình 0975 79 và từ kỳ 2 để các bạn tư vấn bán hàng có thể gửi cho anh chị là thông tin cũng như hình ảnh cụ thể của mẫu xe mà anh chị đang quan tâm ạ. Và em cảm ơn anh chị đã xem đến hết video và hẹn gặp lại anh chị ở những video báo giá tiếp theo.